Chào tất cả anh chị cô chú luôn nha. Giao lưu một cây bầm sụm trà phúc kiến nha. Cây này cái hoành em đo vị trí là 9 cm nha anh chị cô chú. Cao là 15, còn cái tán ngang của nó là 30 nha. Hàng mini để bàn nha anh chị cô chú. Một cốt của nó, một cốt lên cụm nha, quá già kìa luôn. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xin bài và ủng hộ luôn.